Đây, bánh đặc biệt nhà em. Ăn là phải nhớ tới cái mặt của em. Đây. Đây. Bánh của em, bún trứng nha mấy chị. Ăn là ghé ủng hộ giùm em nha. Đó, bánh đặc không đó. Cái chủ này đặt 20 bánh nè, cái chủ kia đặt 4 bánh. Là được em được 24 bánh rồi đó chị. Còn dư mấy bánh nè chị ơi. Đây. Em được 20 mấy bánh rồi đó. Người ta đặt được 20 mấy bánh, em làm bánh chục. Nồi này em được lên 30 bánh nè chị. Đây, cái bánh của em đặc biệt không? Mấy chị dòm nè. Đó. Bao ngon luôn. Tôm mà em gói tôm đặc biệt bự bự không à.